Có loại lót sàn nào vừa sạch, vừa bền, vừa đẹp, lại còn giá rẻ không? Ôi dồi ôi, bác ơi bác hỏi câu hỏi khó thế. Nói chung là vừa đẹp này, vừa bền này, vừa sạch ấy, mà giá rẻ ấy thì không có đâu, chỉ có giá hợp lý thôi. Để nói thật với lại các bác như vậy. Đây, các bác muốn là vừa sạch, vừa bền, vừa đẹp thì em có cái thảm, có lót sàn Lavvu này. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, Vân Kim Cương nhá. Này, mỗi một xe thì họ sẽ có cái form riêng rồi. Mình về mình chỉ có việc trải vào thôi là sẽ như thế này. Đặc biệt của cái thảm sàn này rất là sạch, không bao giờ sợ ngấm nước xuống bên dưới lớp nỉ này, vệ sinh rất là dễ dàng đó, và nó rất là bền này. À, các bác nhìn em xem này, đấy em xé như này nhưng mà nó còn không ở góc này, nó không có vấn đề gì luôn, không sợ bị rách luôn, bảo hành cho anh em tận vài năm luôn đấy. Và giá thành thì nó cũng nói thật là nó sẽ không rẻ, nó sẽ hợp lý với tất cả những anh em đang sử dụng xe ô tô. Đấy, anh em mà vừa lấy xe hoặc là cần nâng cấp lên những cái thảm sàn mà nó có chất lượng nó tốt hơn thì anh em tham khảo đây cái loại sàn Lavvu này nhá anh em nhá.